Bộ ảnh cận mặt dễ thương của con gái nhỏ nhà Khánh Thi Phan Hiển. Nhân Giáng sinh 2018, gia đình Khánh Thi Phan Hiển đã trình làng bộ ảnh ngập tràn không khí gia đình ấm áp hạnh phúc. Kiện tướng Dashboard Khánh Thi và ông xã Phan Hiển vừa chia sẻ loạt hình gia đình trong bộ ảnh Giáng sinh 2018 được cô thực hiện cách đây ít ngày. Những khoảnh khắc hạnh phúc ấm áp của gia đình nhỏ nữ kiện tướng ngay lập tức đã thu hút hàng ngàn lượt yêu thích từ cư dân mạng. Trong loạt ảnh, Khánh Thi cùng ông xã diện trang phục thoải mái nhưng vẫn tông sụt tông phù hợp với không khí Noel. Cậu bé Kobe và tiểu công chúa Anna vô cùng nổi bật khi được diện trang phục mang sắc xanh vào đỏ Bordeaux. Bé Anna dù mới 6 tháng tuổi nhưng đã vô cùng tự tin khi thể hiện những biểu cảm đáng yêu ngộ nghĩnh trước ống kính. Bộ ảnh Giáng sinh 2018 của gia đình Khánh Thi đặc biệt hơn khi năm nay gia đình cô đón thêm một thành viên mới. Đó là tiểu công chúa Anna 6 tháng tuổi. Bên cạnh bố mẹ và em gái, anh trai cả Kobe vô cùng tự tin. Cậu bé tạo những cử chỉ, điệu bộ nhắn nhít khiến người hâm mộ gia đình nữ kiện tướng không khỏi thích thú. Khánh Thi diện váy, kẻ caro đỏ tông sụt tông với chồng. Những khoảnh khắc nhí nhắn của gia đình Khánh Thi, Phan Hiển bồng bế con gái cưng Anna Vương Diễm. Khánh Thi vô cùng nữ tính bên tiểu công chúa 6 tháng tuổi. Những biểu cảm đáng yêu của bé Anna trước ống kính máy ảnh. Cô bé Anna Vương Diễm được Khánh Thi hạ sinh vào ngày 13 tháng 6, 2018. Do sinh non 6 tuần tuổi nên em bé chỉ nặng 2,2 kg. Tuy nhiên nhờ sự yêu thương chăm sóc của cả gia đình, Anna ngày càng bụ bẩm đáng yêu và được nhận xét giống bố Phan Hiển y đúc. Khánh Thi Phan Hiển đã vượt qua nhiều sóng gió để xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc suốt 8 năm qua. Tổ ấm nhỏ của nữ kiện tướng ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến, cảm tình của khán giả nhờ những khoảnh khắc ngọt ngào ấm áp bên hai con nhỏ Kobe Minh Cường và Anna Vương Diễm.